Về thiết kế, máy đeo phần lớn sản phẩm có thiết kế mỏng nhẹ giúp người dùng thuận tiện mang theo làm việc hoặc giải trí. Máy HP các dòng laptop Dell đang ngày càng hoàn thiện về thiết kế. Một sản phẩm đáng chú ý đó là Dell XPS 13 với thiết kế trang nhã, vỏ máy vàng trắng rất thẩm mỹ và thu hút. Về cấu hình, Dell luôn được đánh giá cao về mặt cấu hình, tiêu biểu là bộ vi xử lý Intel H-Series cao cấp hay AMD Ryzen, kết hợp với các đồ họa rời AMD Nvidia hỗ trợ tốt việc xử lý đồ họa. Laptop Hải Phòng có khả năng xử lý nhiều tác vụ khác nhau từ văn phòng, đồ họa, kỹ thuật đến gaming nên sở hữu cấu hình khá mạnh mẽ. Về công nghệ theo hãng Dell công bố, các dòng máy Dell Vostro hay Inspiron 15-3000 hỗ trợ tính năng sạc nhanh 80% giờ. Cổng kết nối Thunderbolt 4 cao cấp giúp đảm bảo chất lượng và tốc độ kết nối nhanh chóng, linh hoạt, hiệu suất tăng đáng kể. Đối với máy Hải Phòng, bộ vi xử lý thế hệ thứ 11 kết hợp với các đồ họa Intel Iris Xe Graphics giúp nâng cao hiệu năng xử lý ảnh và video lên gấp 3 lần. Cổng kết nối Thunderbolt 4 cung cấp băng thông 40GB giúp truyền tải dữ liệu nhanh chóng hơn. Về bảo hành, Dell còn cung cấp dịch vụ bảo hành 1 năm tận nơi cho tất cả các khách hàng mua sản phẩm máy tính xách tay Dell chính hãng tại Việt Nam. Các mẫu laptop của Hải Phòng đều được bảo hành 1 năm tại các trung tâm bảo hành và các nhà phân phối chính thức của hãng.